Chị nói đi, em ơi. Anh em ơi. Anh mình làm đường vào nhà thôi anh nhỉ? Đúng rồi, hôm nay bắt đầu làm đường vào nhà. Mình không xong để yên đâu. Sẽ xây dựng cho nó đẹp lên anh nhỉ. Anh đi có tí việc nhá. Anh về nhanh nhá. Em ơi, mở cửa cho anh. Em ơi, mở cửa cho anh với. Em ơi, mở cửa cho anh đi. Anh còn về làm gì nữa? Anh đi đi. Thôi, anh em tưởng anh đi luôn rồi. Bây giờ anh còn về làm gì nữa? Bây giờ anh đi về anh với. Không. Anh đi về nhà anh đi. Tôi không đồng ý cho anh ở đây đâu. Bây giờ cho anh vào với. Bây giờ tôi sống hạnh phúc rồi. Bây giờ anh đi về đi. Không. Tôi không đồng ý cho anh nữa. Anh đi về đi. Anh ơi, em ơi, mở cửa cho anh với. Anh đi ra ngay. Em ơi, mở cửa cho anh. Em ơi, mở cửa cho em với. Anh đi. Mở cửa cho anh với. Anh. Mở cửa cho anh. Tôi không cho anh vào đây. Anh đi đây. Anh đi đây. Anh đi đây. Mở cửa cho anh vào. Tôi không cho anh vào nhà tôi. Anh đi đây. Anh đã đi, anh đã bỏ rơi mẹ con tôi rồi. Bây giờ anh còn muốn anh nhà làm gì? Anh. Tôi không cho anh vào. Tôi không cho anh vào đâu. Tóm lại cô có mở ra tôi không? Tôi không mở. Anh. Không, anh về đi. Tí anh Đại về, anh Đại thấy hai người xô xát nhau tôi không chịu trách nhiệm được đâu. Thằng Đại à? Anh không sợ đâu. Không. Anh đi về đi, bây giờ anh đi về đi. À, bây giờ tôi với anh không là gì nữa, anh có lại đi về. Cô có mở cửa cho tôi không? Tôi không mở. Lúc mà tôi đang xây dựng này anh đi. Em ơi, anh xin lỗi mà, em anh mở cửa cho anh đi. Vào đi. Anh bỏ ra đi, em ơi, anh bỏ ra mở đi. Mở cửa cho anh vào anh đi. Anh bỏ ra đi. Em anh ơi. Bỏ ra, này không tí em anh ơi, Đại mở về cửa thôi. Cho anh vào anh đi. Anh Đại về. Mở cửa anh cho anh vào ra đi. Em ơi, mở cửa. Em ơi, mở cửa cho anh vào đi. Anh Đại lại xô xát nhau, tôi không. Thằng này nào, anh không sợ đâu. Anh muốn gần nhau, cái gì tôi vừa mới làm xong. Kệ. Anh đi đây. Tôi đi. Cho anh đi. Không. Em anh ơi. Anh đi về đây. Tối mai cô có mở cửa cho tôi không? Anh nhá. Tại sao anh lại có thể làm như thế được? Anh đi về đây. Anh về đi anh đi. Tôi không về. Anh về với em. Tôi không về đâu. Về nhà với anh đi đâu. Em ơi. Anh về nhà tôi với anh đi. Em ơi, nhà đâu? Anh đi. Nhà tôi ở đây. Về với anh đi. Nhà tôi ở đây mà. Không ở đâu đằng kia nữa. Về nhà anh đi. Tôi không về nhà tôi ở đây. Em ơi, anh bỏ về nhà anh đi. Em ơi. Anh đi về đi. Em ơi. Anh đi về ngay. Mở cửa cho anh không, đi em ơi. Không mở gì hết. Anh Đại ơi.
cho anh đi. Em ơi, anh nào anh đi. Em ơi. Anh đi. Em ơi, anh nào anh đi. Tôi không chạy ở đây nữa. Anh đi về đi. Anh đi về đi. Đừng có bảo em ơi, anh nào anh đi. Anh đi về đi. Không phải mở cái gì. Cho anh đi. Anh đi về đi, tôi không chạy ở đây nữa. Em ơi. Không phải gọi cái gì. Cho anh đi. Yeah.
Em vừa đi làm xa về đúng không? Vâng ạ. Vừa rồi thì tôi để tình
À, bà vào tù thì con đi làm sao về cũng tình mẫu tử thì vào thăm được, cho tôi cho bà thăm một tí thôi nhé. Em cảm ơn các bộ. Vào đây gặp nào. Bà Hoa ơi, vào đây gặp con này. Mẹ ơi, vào đây gặp con này. Mẹ đây con này. Tôi cho hai mẹ con 5 phút thôi nhá. Nhớ con nhiều quá con. Nhớ chưa? Nhớ mẹ nhiều mà. Ừ, con có khỏe không con? Có khỏe, mẹ có khỏe không mẹ ơi? Mẹ dạo này cũng bình thường con ạ. Tại sao mẹ lại vào đây vậy? Mẹ khổ quá con ơi. Tìm một cách cứu mẹ ra với con ơi, mẹ ở đây lâu quá rồi. Có khách rồi mẹ. Cho con ăn uống, cho con ăn mất, con sẽ cứu mẹ ra. Vâng, thế con cố gắng cứu mẹ ra với nhá. Mẹ cố đợi con một tí. Vâng, con sẽ cứu mẹ nhanh thôi. Ơi, mẹ nhớ con quá con ơi. Nào, 5 phút hết rồi rồi. Ôi, con ơi, mẹ nhớ con quá con ơi. Đấy, bà Hoa cố gắng cải tạo cho tốt nhá. Còn em đi về làm ăn lương thiện vào, không đừng như mẹ nhá. Con rồi hết giờ rồi, đi về đi. Con về thăm mẹ với nhé con nhá. Mẹ nhớ con quá con ạ. Rồi đi về đi. Con về đây. Vâng. Con về nhá. Được rồi, không có gì đâu. Gặp được mẹ rồi đi về đi. Em cảm ơn tấm bộ. Rồi gặp được mẹ rồi đi về đi nhá. Rồi gặp được mẹ rồi đi về đi. Vâng, em cảm ơn tấm bộ. Em cảm ơn tấm bộ. Rồi rồi, không có gì đâu, đi về đi. Em cảm ơn tấm bộ. Em về đây ạ. Rồi, đi về đi nhá. Cảm ơn các bộ ạ. Em về đây ạ. Rồi, em đi về đi. Nhớ làm ăn lương thiện nhá. Vâng ạ. Cứu mẹ được rồi. Ôi, con trai của mẹ giỏi quá đây cơ. Tôi cứu mẹ được rồi. Nhanh lên con ơi. Nhanh lên mẹ ơi. Nhanh lên mẹ ơi. Nhà thôi mẹ ơi. Con ơi, mẹ sướng quá, mẹ được tươi cho mẹ con ơi. Mẹ sướng quá. Nhà đi con ạ. Nhà đi, tìm cách kiếm em trai con lên. Em trai con họ nhốt ở phòng nào ấy. Bây giờ mẹ cũng không biết nữa. Thế ngồi bây giờ cứu làm cách nào được cứu em con ra nhỉ? Con phải nghĩ cách nhá. Vâng, con phải nghĩ cách cứu em con ra thôi. Bây giờ vì hai đứa kia mẹ mới vào tù con ạ. Bây giờ mẹ cũng không để cho hai đứa kia yên đâu. Con của mẹ làm cách nào để cứu em con ra. Để mình được lắm rồi, vì hai đứa kia mẹ mới vào tù con ạ. Bây giờ làm cách gì để cứu em con ra. Bây giờ con hủ mẹ với tìm cách nào để cho em con ra. Đúng rồi mẹ, vì hai đứa kia nuôi con đã kéo vợ con về, nó đừng ăn buộc con vào cây máy con thoát ra được. Thế á? Vâng, bẩn hết quần này. Hai đứa này nó làm cho con đến mức độ này. Vâng ạ. Con vẫn còn nhìn được như thế này. Vâng. Thế là hai mẹ con mình phải làm cho hai đứa này phải biết. Đấy. Mình phải đi cứu em trai không? Bây giờ cứu em trai của con ra đá xong là ba mẹ con mình ngủ nhau ấy. Vâng. Nhờ. Cho hai đứa kia phải biết tay cơ. Đúng rồi nhá. Đấy là ba mẹ con là ký nào cứu được em trai của con ra đá nhá. Đấy, không là mình ba mẹ con là mình hộ nhau mới được. Đấy, không là mình không được đâu nhá. Hai mẹ con mình đi ra ngoài xem như thế nào. Đi nhanh lên. Hai đứa kia lắm rồi. Làm thế nào? Không tha đâu con ạ. Con cũng được lắm rồi. Mình hộ nhau hai đứa này. Hai đứa này phải nhất đây. Bực lắm rồi nhá. Buộc con vào gốc cây nhá. Vâng. Nói cho mẹ biết. Con ơi, đến nơi rồi mình đi xem á. Xem hai đứa này nó như thế nào ấy. Mò xem. Đứa kia nó ở đấy không?